xin chào các bạn khán giả, chào mừng các bạn đến với phần phỏng vấn tuyển thủ sau trận đấu. Mình là Minh Nghi và cái bên mình là Zero. Xin chào Zero, chúc mừng các bạn đã có được chiến thắng trong trận vừa rồi 2-0 rất là gọn gàng ha. Đầu tiên thì mình gửi lời chào đến các bạn khán giả đi. À, cho em xin chào tới tất cả mọi người đang có mặt tại đây theo dõi cũng như những bạn xem trên YouTube. À. Cảm ơn bạn. Rõ ràng là trả lời phỏng vấn tốt hơn hẳn rồi đó. Câu vừa rồi nói chân chu không ư một chữ nào luôn. Có phải ở nhà tập nhiều lắm không? Em cũng thấy vậy. Không, hôm nay em nghĩ em, em... Em hay vậy. À, tự nhiên mình nhắc cái video nó lại, ừ, ừ, ừ lại rồi <laughs> Cảm ơn bạn Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đến với uh, những cái vấn đề mà mình muốn hỏi bạn ha Đầu tiên thì uh, tôi rất là vui khi mà năm nay có thể phỏng vấn Zeros trong một cái màu áo mới Là màu áo của EVOS Vậy thì mình có thể chia sẻ một chút về cái môi trường tập luyện của mình mới Môi trường tập luyện mới của mình được không? Vì, uh, về kiểu cái môi trường này thì uh, nó, nó, nó nó gọi lại như hồi ở Phong Vũ rồi kiểu em uh, kiểu bạn mạng ở trong đây uh, bạn trong team thì uh, kiểu như gia đình đó kiểu uh, ai cũng thân thiện với lại kiểu sống tình cảm nói chung uh, nói chung là chơi được với nhau thì nó sẽ phát triển được cho nên uh, em chọn vót là nơi mà uh, nơi mà mình uh, thi đấu thi đấu chuyên nghiệp được môi trường này các bạn trong đội mình ăn hiếp được không có ăn, <laughs> ăn hiếp em ai ăn hiếp bạn nhất bột 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 dây bột một nó 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 nó, nó bị gì mà nó 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 ăn hiếp dữ lắm ok cảm ơn bạn chắc là bạn uh, chúng ta cũng đã nhìn thấy một evos hơi bối rối một chút ở khoảng thời gian đầu mùa bởi vì uh, trong những mùa trước thì uh, evos là một đội đánh khá là chậm và chắc ở giai đoạn đầu con zelot thì bạn là một người thích giao tranh nhiều mình lối chơi của mình mạnh và thích uh, đẩy đường thích solo kêu kiểu kiểu như vậy vậy thì um, bạn có thể chia sẻ chúng tôi biết về các quá trình mà mình và đội của mình làm quen và uh, phối hợp với nhau để có thể tìm ra một cái lối chơi tốt nhất hiện tại hay không thì uh, lúc mà em vừa vào á, thì uh, tụi em rất là tự tin tụi em rất là tự tin với uh, đa dạng chiến thuật nói chung là mình tự tin về những uh, cái đội hình của mình nên uh, kiểu mình chủ quan á vì thế mà kiểu mình đánh theo cái cách chủ quan cái xong mình thua mấy trận đầu cái xong rồi mình mới nói kiểu, kiểu biết mình đã đầu <laughs> xong rồi mình uh, về nhà bàn lại rồi xong mày đưa ra cái uh, cách đánh cho nó hòa hợp với tem hơn rồi uh, Nói chung thời gian đầu thì nó cũng không có làm quen, nó không có thời gian nhiều á, cho nên bây giờ bây giờ nó do cái guồng cho cái guồng. Thì đấu chung với nhau nhiều mới tìm được vấn đề đúng không? Và uh, chúng tôi cũng thấy là khi mà người chơi đường trên và người chơi đi rừng hai bạn cần phải phối hợp với nhau khá là nhiều trong giai đoạn đi đường. Vậy thì mình có quen nhau từ trước không? Bạn và Son á? Thì uh, ai mà em ai mà, mà, mà biết em từ mấy năm trước thì em với Son với lại ke thì có đã đánh với nhau ở dưới b rồi đánh giải bán giải bán chuyên rồi ấy. cho nên à, lên đây thì rất là dễ chơi với nhau kiểu người son thì nó em nghĩ à, son là kiểu người đi kiểu đi, đi, đi gần thì em à, kiểu như à, hồi trước em ở mấy team khác đó, thì em chỉ muốn đánh với son này là kiểu hồi đó giờ là em à, kiểu như à, hết 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 son nó cho nên kiểu như lúc mà em 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 ao em em mở mấy tem khác em muốn ao thì em sẽ chọn ở evos bởi vì em đánh được với son đó. một trong những lý do mà khiến cho bạn quyết định vào evos là có son mình đánh được với son đúng không ok và câu trả lời rất là thú vị cảm ơn bạn um, chia sẻ một chút xíu về màu tóc mới đi lại có tóc mới rồi mỗi mùa một màu tại tóm, bữa em đi có đi chùa thì em có đi quẻ thì nó thì thầy uh, thầy có kêu em uh, 2k 2k 99 mà kiểu tuổi như em thì nó không hợp với màu vàng hay là màu màu nọ màu, màu màu nổi hay gì chỉ trên màu tối thôi cho nên em em kêu nhựa màu đen mà mà chủ tóc nó nó, nó đổi em màu này luôn. Em kêu màu đen không biết gì hết tự nhiên có một tóc mới luôn màu <laughs> đen ok cảm ơn bạn quan tâm rất nhiều tới vấn đề tâm linh ha rồi chúng ta trở lại với trận đấu vừa rồi thì à trước đây mấy hôm thôi sinh nhật của biết thì các bạn có đăng chung một cái tấm hình là đội hình cũ phong vũ thì mấy hôm trước còn tình thương bánh thương hôm nay đã ăn hiếp biết rồi mình cảm thấy thế nào à, không biết nói gì hơn này à, xin lỗi còi <laughs> thật sự thì à mà dù tem này thôi nhưng mà còn này đánh rất là tốt anh hôm nay hôm nay nó nó viết hơi nhiều họ không có tốt lắm nhưng mà coi à, à, nói chung thì anh em nhau kiểu giờ chỉ biết động viên thôi kiểu nó cố lên nói chung gặp Airbus thì hơi xui một tí thôi tại vì deep thì nó bắn hơi lực đi, đi, đi kit thì nó kiểu nó bắn hơi lực á cho nên Go kiểu chiều cũng không có nổi lắm nhưng mà bất cứ phải tin là Động viên câu nào cũng thấy gần khịa cả Không sót một câu nào luôn Xin cảm ơn các bạn Chúc mừng các bạn đã có chiến thắng trong trận đấu vừa rồi Và chúc cho các bạn sẽ có thêm thật nhiều chiến thắng tiếp theo ha Cảm ơn chị cảm ơn, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn khán giả Bây giờ xin mời các bạn trở lại với bình luận viên của chúng tôi <laughs>